Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hạ cánh nhưng gãy cảng đáp, Phùng Xuân Nhạ vào lò. Vào lò là tiếng ngọng gọi theo phong cách của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. Đúng ra là từ vào lò, nhưng nhiều người tưởng rằng ông Phùng Xuân Nhạ đã hạ cánh an toàn khi mà ông không trúng Ủy viên Trung ương Đảng và được bố trí chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Lâu nay, ông Trọng hay trưng dụng Ban Kinh tế Trung ương để chứa những tù nhân dự bị. Hễ ai bị đưa về chức giữ Phó Ban Kinh tế Trung ương là y như rằng người đó sau gì đó cũng sẽ lại được quẳng vào lò. Với ông Nhạ thì ông Tổng đã đưa về Ban Tuyên giáo Trung ương làm nhiều người nghĩ rằng ông Nhạ đã hạ cánh an toàn. Nhưng không phải, họ đã lầm, ông Trọng đưa ông Nhạ về đấy để làm tù nhân dự bị. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì cuộc họp này. Ai cũng biết mối quan hệ của ông Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương này quan trọng đến thế nào. Mỗi lần ông Trần Cẩm Tú mà triệu tập cuộc họp thì hàng tá Ủy viên Trung ương Đảng xanh mặt vì ông Tú mang mệnh lệnh của ông Tổng Trọng ra để thanh trừng, từ xưa đến nay vẫn vậy. Lần này, ông Trần Cẩm Tú cho xem xét kết quả của Ủy ban Kiểm tra Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và kết luận với nội dung rất quen thuộc rằng Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý chỉ đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tham quốc gia vào năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ đảng viên trong ngành này bị xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán bộ Đảng, Bộ Giáo dục Đào tạo và các ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng, Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng và một số ông lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của Cục vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ đã hạ cánh từ tháng 4 năm 2021 nhưng chưa an toàn. Những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn về tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến các uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Như vậy là ông Phùng Xuân Nhạ đã bị đưa lên thớt. Đây là tiếng chuông cảnh báo cho hàng loạt quan chức đã hạ cánh, dù có hạ cánh thì cũng bị ông Tổng Bí thư bẻ gãy càng, làm cho kẻ đang hạ cánh phải ngã nhào. Sai phạm dưới thời ông Phùng Xuân Nhạ là rất lớn, suốt 5 năm nhiệm kỳ làm bộ trưởng, dư luận xã hội kiến nghị xử lý kỷ luật đối với ông Phùng Xuân Nhạ, nhưng Trung ương vẫn không chịu ra tay. Và đến hôm nay, khi mà ông Nhạ được cho là đã hạ cánh an toàn, thì lại bị bất ngờ moi ra sai phạm ông này để xử lý quẳng vào lò. Việc xử lý ông Nhạ là đúng, nhưng người dân cần Trung ương phải xử lý sớm hơn để ngăn chặn sai phạm, mà đặc biệt là sai phạm ở cuối nhiệm kỳ của ông bộ trưởng này. Đây là hình ảnh đã hạ cánh nhưng ông Phùng Xuân Nhạ vẫn không hề an toàn. Xử lý sớm thì đấy là thể hiện trách nhiệm, vì ung nhọt mới chớm nở mà chữa lành thì nó không gây thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, đợi cho nó lớn lên và phá tan nát xã hội rồi mới bắt nguội thì những thiệt hại đó là không thể khắc phục. Mà các thiệt hại do quan tham gây ra, rốt cục ai gánh hậu quả đây? Đó là câu hỏi. Chỉ có người dân là chịu thiệt nhất. Việc đại phẫu cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch nó khác với thanh trừng phe nhóm. Nếu là đảng sạch thì cần phải bắt sớm để tránh thiệt hại cho dân. Còn thanh trừng phe nhóm thì họ không tính đến những thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đã đến lúc cần bị trảm. Vụ cháy quán karaoke tại thị xã Thuận An, Bình Dương đã lấy đi 33 sinh mạng
là một thảm họa rất thảm khốc mà nguyên nhân là do con người. Từ thảm họa này người ta mới giật mình nhìn lại các quán karaoke trên cả nước đang là những cái lò thiêu đúng nghĩa đen của nó nếu xảy ra hỏa hoạn. Vấn đề đau lòng này là một giá quá đắt, nhưng liệu chính quyền có chấn chỉnh hay không lại là một câu hỏi đang được đặt ra. Hay là đâu lại vào đấy, lỗi trước tiên ở vai trò quản lý của chính quyền địa phương để một vụ thảm họa như thế xảy ra. Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính cần phải vào cuộc để loại bỏ những con người có trách nhiệm quản lý ở tỉnh này như là một biện pháp răn đe. Đây là hình ảnh thảm họa kinh hoàng cần phải có trách nhiệm cho cơ quan chức năng truy ra. Bình Dương là một tỉnh giàu có, rất nhiều cấp ủy viên Trung ương Đảng muốn về làm người đứng đầu của tỉnh này thì có thể họ xem đây là một cơ hội rất lớn. Lý do không thể chối cãi đó là cơ quan quản lý không làm tốt chức năng của mình. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề để giải quyết cho triệt để, mà thay bộ phận lãnh đạo là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chưa biết già lãnh đạo mới có tốt hay không, nhưng với già lãnh đạo hiện nay cần phải có biện pháp chế tài. Nguyên nhân là bởi cơ quan quản lý phòng cháy chữa cháy làm qua loa, không chặt chẽ. Đáng nhẽ ra các phòng hát karaoke phải có lối thoát ra ban công, từ ban công có cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài, giống như rất nhiều hình ảnh mà chúng ta đã thấy ở các nước. Trách nhiệm này trước tiên thuộc về Giám đốc Sở Công an tỉnh Bình Dương, cao hơn là Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ở đây. Hiện nay, nhóm lãnh đạo địa phương tỉnh Bình Dương đang cho thấy họ có nhiều vấn đề trong quản lý. Mới đây, ông cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam đã được đưa ra tòa xét xử vì những sai phạm thời ông còn làm Bí thư tỉnh ủy. Có thể nói, nhóm lợi ích chính trị tại Bình Dương hiện nay cũng đã quá mục nát rồi. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với thảm họa vừa xảy ra cướp đi 33 sinh mạng sống của người dân Việt Nam. Thiệt hại về kinh tế dù lớn đến đâu cũng không nghiêm trọng bằng thiệt hại về nhân mạng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng và các ông Phạm Minh Chính có làm mạnh tay về vấn đề này hay không. Nếu là các nước dân chủ, quan chức địa phương chịu trách nhiệm về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện nay chính quyền tỉnh Bình Dương cũng chưa thấy lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có một câu nói nổi tiếng rằng đấy là chúng ta sai, chúng ta xin lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây được cho là câu nói thể hiện sự bất bình đẳng giữa chính quyền và nhân dân. Tuy nhiên, trong trường hợp cháy quán karaoke ở tỉnh Bình Dương, thì người đứng đầu tỉnh này dù một tiếng xin lỗi cũng không nói được. Đảng Cộng sản thường vẫn hay hô hào rằng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Nhưng mà chính quyền tỉnh Bình Dương đã vì dân như thế nào? Sự quản lý yếu kém của chính quyền đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với người dân ở đây. Ông Nguyễn Phú Trọng đang xây dựng hình ảnh cho Đảng Cộng sản thì ông cũng cần phải quan tâm đến trường hợp này. Nếu ông không quy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân trong chính quyền tỉnh Bình Dương có liên quan thì điều đó càng minh chứng ông đốt lò là vì đấu đá chứ không phải vì nhân dân thực sự. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính sẽ làm gì với thảm họa vừa diễn ra tại Việt Nam. Tỉnh Bình Dương là tỉnh giàu có lẽ là do những nhà quản lý trước kia, còn bây giờ tỉnh này đang gặp rất nhiều vấn đề từ tầng lớp lãnh đạo của tỉnh. Đây là lý do chính đáng nhất để Trung ương làm một cuộc đại phẫu cho chính quyền ở tỉnh này. Không biết ông Trọng có thực hiện được hay không. Quan chức sai phạm mà đặc biệt là làm thiệt hại đến tài sản và nhân mạng của người dân thì cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Nhóm lợi ích chính trị của tỉnh Bình Dương không thể chối bỏ trách nhiệm trước thảm họa này. Và liệu ông Tổng có chạm hay không thì chúng ta hãy cùng nhau chờ, hồi sau sẽ rõ.